Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên. Lộ trình diễu hành ngày hôm nay sẽ có chiều dài khoảng hơn 17 km và đi qua rất nhiều địa danh lịch sử tại thành phố Điện Biên Phủ. Lúc này chúng ta thấy các vận động viên của 15 đội xe đạp tham dự cuộc đua cúp truyền hình năm 2024 đã xuất phát tham gia vào cuộc diễu hành chào mừng cúp truyền hình năm 2024 này. Như vậy, nhắc lại có thành viên của 15 đội xe đạp tham dự cúp truyền hình năm nay cùng với các thành viên của lực lượng xe đạp phong trào tại thành phố Điện Biên Phủ, các thành viên của đội mô tô bảo vệ lộ trình. Đây là di tích nghĩa trang liệt sĩ A1, nơi quy tập 644 ngôi mộ là những cán bộ chiến sĩ quân đội đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, và hầu hết trong số này đều là những ngôi mộ vô danh, và chỉ có 4 ngôi mộ tại đây là có tên của các anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Trần Căng. Còn ở phía bên tay trái của các vận động viên và đoàn diễu hành lúc này đang là khu di tích đồi A1. Và lúc này thì các vận động viên cùng với đoàn diễu hành cũng đang đi qua khu vực di tích đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tại cô đoàn diễu hành đã đi hết trục đường Hoàng Công Chất để rẽ phải lại vào trục đường Võ Nguyên Giáp và chuẩn bị kết thúc lộ trình diễu hành tại phía trước của quảng trường 7 tháng 5. Chúng ta đang được thấy đây là toàn cảnh của đoàn diễu hành, và lúc này thì họ đang chuẩn bị để kết thúc lộ trình diễu hành dài hơn 17 km qua các trục đường trung tâm tại thành phố Điện Biên Phủ, và đoàn diễu hành sẽ kết thúc lộ trình của cuộc diễu hành chào mừng cúp truyền hình lần thứ 36 năm 2024 tại phía trước của quảng trường 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ. Đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình thi đấu đi qua các di tích lịch sử đồi A1, đồi D1, hầm Đờ Cát, nơi lưu dấu những mốc son vàng của chiến dịch Điện Biên Phủ, biểu tượng vĩ đại của lòng yêu nước Việt Nam. Tay đua nào sẽ vinh dự cán đích tại quảng trường 7 tháng 5? Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và chặng 1 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể Thao.